Rồi xin mến chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì sẵn chiến đóng hàng cho khách thì mình sẽ review cho anh chị và các bạn xem một số cái mẫu bong bóng bạc nó chị bạn ha. Thì đây là mẫu gì? Đây là mẫu mặt trăng anh chị bạn ha, mẫu mặt trăng. Thì một lốc như một bịch như thế này nó là 100 cái nhưng mà đem chiếc lẻ ra là 10 cái ha. Thì anh chị và các bạn mua thì phải mua tối thiểu là 10 cái trở lên. Rồi thứ hai á, là màu sắc thì nó có hai màu và có thể nó có nhiều màu. Thì màu sắc là nó sẽ là bóc ngẫu nhiên chị bạn ha, lấy ngẫu nhiên ha. Thì màu nào nó về nhiều á, thì em sẽ chia đều màu cho anh chị và các bạn, còn màu ít á, thì anh chị và các bạn phải lấy ngẫu nhiên nha. Đây là hình bong bóng mặt trăng ha, kích thước như thế nào thì chị các bạn cập nhật vào website của em ha. Link website thì em có để dưới phần mô tả, anh chị bấm vào link thì anh chị sẽ thấy được cái sản phẩm này và kích thước sản phẩm này ha. Rồi tiếp theo đây là mẫu gì? Đây là mẫu con thỏ chị bạn ha, con thỏ. Mẫu con thỏ thì màu sắc nó có hai màu nè, màu hồng và màu xanh, và nó cũng có thể nhiều màu khác ha. Thì nói chung là nôm na là màu là nó ngẫu nhiên chị bạn ha, màu ngẫu nhiên. Rồi thì kích thước như thế nào anh chị cũng cập nhật vào trang web của em luôn ha. Tiếp theo đây là mẫu gì? Đây là mẫu con ngựa chị bạn ha, con ngựa. Đây là ngựa hoa ha, con ngựa thì mình sẽ lôi cái hình dáng ra cho anh chị bạn xem ha. Đây anh chị bạn thấy không? Cái mẫu mã cũng thấy rất là dễ thương ha. Mẫu này bán bay thì nước sắc rồi, mình bơm khí hay là vô mình bán bay ha, thì rất là dễ thương, rất là đẹp chị bạn ha. Thì mẫu này thì nó cũng nói chung là tất cả mẫu bong bóng bạc màu sắc á, cả đồ chơi cũng vậy như bạn, là em bóc ngẫu nhiên ha, bóc ngẫu nhiên. Rồi đây là con gì? Đây là con gà ha. Gà nó có hai loại gà, một là gà có đuôi, hai là gà không đuôi. Gà là gà không đuôi ha, tức là gà ghẻ anh chị bạn. Có những người cô chú anh chị gọi tên là gà ghẻ, còn có những các bạn và anh chị khác thì gọi là gà không đuôi. Thì anh chị gọi tên nào cũng được, gà có đuôi, gà không đuôi hoặc gà ghẻ. Gà này gọi là gà ghẻ, gà không đuôi hay nói là gà nhỏ anh chị bạn. Thì gà này chỉ có một màu thôi. Một màu anh chị bạn ha. Rồi tiếp theo đây là mẫu con chim cánh cụt gì bạn ha, 1 2 3 4 hai màu, màu hồng và màu đen. Thì có thể là nó cũng có những màu khác nữa, thì nó chỉ là ngẫu nhiên chị bạn ha. Nói đến màu sắc thì em sẽ không thể nào lựa chọn cho chị các bạn được. Khi anh chị các bạn có lên đơn thì anh chị các bạn cứ lên sản phẩm đó, rồi màu sắc có bao nhiêu thì em sẽ chia ngẫu nhiên cho anh chị các bạn ha. Rồi tiếp theo đây là gì? Tiếp theo đây là con cá mập chị bạn ha. Con cá mập, là cá mập bé, cá mập nhỏ chị bạn ha. Em sẽ mở này cho các bạn xem ha. Đây hình con cá mập, bé ha, cá mập nhỏ, chị bạn. Mập thì nó có ba loại mập: mập bé, cái mập nhỏ ha, mập to và mập đại nữa. Mập đại là dài lắm. Thì để phân biệt được những sản phẩm này thì anh chị các bạn truy cập vào website của em. Trên đó em có để kích thước từng cụ thể sản phẩm thì anh chị sẽ biết được sản phẩm nào nhỏ to lớn ha. Anh chị đo cái chiều dài á, xem kích thước chiều dài á, thì anh chị sẽ phân biệt được ha. Rồi màu sắc của những sản phẩm bong bóng này á, là ngẫu nhiên chị bạn ha, ngẫu nhiên. Màu sắc của những sản phẩm này là ngẫu nhiên. Rồi cảm ơn chị các bạn đã xem video nha.